Đây anh em ơi. Ui, đây vẫn còn cái áo tắm này. Ui, đây, vẫn còn nguyên máu luôn. Đây anh em ơi, đây áo tắm của cái cô gái mà bảo là cô ấy bị tắm hôm trước là cái sông rồi tắm tiên đây. Thế là bị con hồ ti tinh nó ăn thịt nó tha về. Tại vì là ở các dòng sông này rất nhiều cô gái dân tộc ấy là tắm tiên ở đây. Tắm máu còn này, tắm máu không. Ui, kinh lắm. Đây, ui, đây. Nhìn chưa này. Chính xác anh ơi, chính xác nhá. Chính xác nhá. Đây là máu của cô gái luôn nhá. Cô gái 18 tuổi của cô ấy tắm tiên ấy. Tắm máu rồi, kinh chưa này. Ui. Ui. Ui, tắm máu rồi. Kêu đâu vậy? Ừ. Ơi. Một tiếng kêu nha, một tiếng cô gái kêu. Ui. Ui. Ui kia em ơi. Ui bé ơi chưa. Đường đen gì kìa. Đừng mở đây là hình
đừng mở ra cái linh hồn của cô gái hôm qua nhá. Hai lần linh hồn của cô gái cô chỉ gọi là kêu cứu thất thanh thôi. Hai lần linh hồn của ai? Ôi! 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 Ôi, mẹ ơi! Ôi! Ôi, linh hồn con gái đâu? Ôi! 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 Chúng ta đứng lên hồn con quái hồn đi tìm ăn thịt thôi. Đúng linh hồn cô gái anh em ơi. Ui nó ăn thịt cô gái xong nó nhập vào cái linh hồn cô gái này là bây giờ nó thành tinh rồi. Đúng rồi anh em ơi, đúng rồi linh hồn cô gái mà cô hồn tinh nó ăn xác rồi. Tức là con hồn tinh em ạ, nó có là nó nhập xác nhá, tại nó nhiều tuổi lắm rồi nên nó nhập xác cô gái thắng tiên đấy rồi. Ôi! 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 Xuất hiện rồi anh em ơi. Đây là tặng cái linh hồn của ấy cũng nhà tặng linh hồn của nó anh em ơi. Bây giờ cái cưa vẫn mất tích. Vừa em cưa cái tay của anh kia cũng mất tích. Kiểu như con hồn tinh này nó sợ tiếng máy cưa nổ anh em ạ. Tại vì tiếng máy cưa to quá là nó lỗ tai của nó là bị điếc anh em ơi. Thì nó sợ chạy đau tai. Thế cô gái 18 tuổi kia là chết rồi. Là con cô gái tắm tiên này là to rồi. Ôi kiểu linh hồn anh em ơi. Bây giờ sao rồi? Bây giờ nói chung bây giờ anh em mình vẫn phải đi tìm tìm cái xác của cô gái anh em nhá. Tại vì cô ấy còn linh hồn mà cái xác cô ấy mình vất xung quanh đây thôi. Nếu bây giờ mình tìm được cái xác của cô ấy là mình sẽ nhập được hồn cô ấy về, mình sẽ gọi được cô ấy về anh em nhá. Đi nhanh em ơi, đi. Chỉ nếu xác cô ấy chỉ khô cái dòng sông thôi. Đi nhanh em ơi, nhanh tìm anh em.